Ba Đô Hành trình liễu sinh thoát tử hồ niệm người lâm chung Sự chuyển hóa năm đại thành năm Phật mẫu Thực hành chân ngôn bí mật Chú trọng đến sự hợp nhất trí tuệ Và phương tiện thiện xảo Phương tiện được biểu trưng bằng năm đức Phật phụ tính Và trí tuệ được biểu trưng là năm đức Phật tính. Tại mức độ thanh tịnh hoàn toàn, như chúng ta đã biết, năm chủ của năm bộ Phật là thể hiện bản chất thanh tịnh của xúc tình phiền não. Tương tự như vậy, năm trí tuệ được thể hiện là năm đại thanh tịnh. Nói chung, nền tảng cho sự xuất hiện thế gian hiển diện đối với chúng sinh là năm đại. Địa, thủy, hỏa, phong, và không đại. Tất cả các đối tượng bên ngoài xuất hiện là do những yếu tố cấu thành của năm đại. Xét về chức năng, năm đại nêu biểu cho điều gì? Chủ của bộ Phật thứ nhất là Đức Bất Động Phật. Sự hiện thân của tâm sân giận đã hoàn toàn được tịnh hóa. Minh phi trí tuệ của ngài là Phật mẫu Mamaki thể hiện sự thanh tịnh của yếu tố thủy đại. Trong sự hiện thân tiêu cực, sân giận có thể gây ra phá hủy và hãm hại. Tuy nhiên, sân giận cũng có những tiềm năng tích cực tạo ra kết quả tích cực. Tương tự như vậy, thủy đại có hai khía cạnh. Nếu thủy đại xuất hiện trong chúng ta một cách nguy hiểm, có thể gây ra nhiều tổn hại và phá hủy. Ngược lại, nước là chất lỏng và có khả năng gắn kết thậm chí những phân tử nhỏ nhất nếu thiếu yếu tố nước cũng sẽ bị khô cằn giống như các hạt bụi. Theo cách này, Đức Phật Mẫu Mamaki là thể hiện khía cạnh thanh tịnh hoàn hảo. Đức Phật Bảo Sinh là sự thể hiện khía cạnh tịnh hóa của niềm kiêu hãnh. Minh phi trí tuệ của Ngài là Phật Mẫu Buddha lucana Phật Nhãn Phật Mẫu là sự thanh tịnh hoàn hảo của địa đại. Nói chung, địa đại có tính chất rắn, chắc và bất động. Địa đại là mảnh đất lành tạo tiềm năng phát triển và nơi an trú cho vạn vật. Ở mặt trái, địa đại có khả năng tàn phá mạnh mẽ. Khía cạnh tiêu cực của kiêu mạng là khi phiền não hoành hành, nó sẽ nhậm vận tự nhiên tạo nên nguyên nhân căn bản dẫn đến hành động tổn hại khía cạnh tích cực của kiêu mạng là phẩm chất can đảm và quyết tâm trở thành cội nguồn của tính ổn định giống như phẩm chất của đất vì bản chất của đất là ổn định cho nên yếu tố thanh tịnh của địa đại được thể hiện dưới sắc thân phật nhãn phật mẫu mọi ái kết tham muốn được tịnh hóa thanh tịnh hiển lộ là sắc thân đức phật A Di Đà. Minh phi trí tuệ của ngài Đức Phật mẫu Bandara Vasini là sự thanh tịnh của yếu tố hỏa đại. Lửa có tính chất nóng, đốt cháy và có thể gây ra nhiều hậu quả tổn hại to lớn. Sự bám chấp tạo ra nhiều lớp đau khổ luân hồi. Tuy nhiên, khía cạnh tích cực của hỏa đại chính là hơi nóng, có sức mạnh làm cho chín mùi sự bám chấp tạo ra năng lực kiểm soát. Vì vậy, Phật mẫu Varavasini là sự hiện thân thanh tịnh của yếu tố hỏa đại. Sự hiện thân của trí tuệ thứ tư là Samaya Tara, trinh tín độ Phật mẫu, yếu tố thanh tịnh của phong đại. Ngài là minh phi trí tuệ của Đức Phật bất không thành tựu, hiện thân của sự ghen tị được tịnh hóa hoàn toàn ghen tị là xúc tình tiêu cực cần phải loại bỏ nhưng cũng là khía cạnh tích cực đem lại sự can đảm và quyết tâm thành tựu tất cả các công hạnh làm thế nào để phong đại thực sự có hiệu quả những trận cuồng phong có thể phá hủy và phá tan mọi thứ tuy nhiên trong sự hiện thân tích cực gió tạo ra sự phát triển và bao trùm tất cả các hoạt động những làn gió nhẹ chuyển động làm cơ sở cho sự vận hành của vạn vật ví dụ như cây và hoa có thể phát tán hạt giống sinh sôi nảy nở nhờ vào yếu tố gió bất kỳ hành động nào chúng ta mong muốn thực hiện đều phụ thuộc vào sự kích hoạt của yếu tố gió bởi vì nó cung cấp khả năng vận hành vì vậy khí là tinh túy của công hạnh giác ngộ, để viên mãn mọi công hạnh, sự hiện thân trí tuệ mẫu tính của Đức Phật bất không thành tựu, đã viên mãn mọi công hạnh là Phật mẫu Tara, sự thanh tịnh của yếu tố phong đại. Bậc chủ của Bộ Phật thứ năm là Đức Phật Đại Nhật Như Lai, hiện thân của Pháp giới thể tính trí, tịnh hóa hoàn toàn được vô minh ảo tưởng bậc minh phi trí tuệ của ngài phật mẫu Davis vary nêu biểu yếu tố không đại được thanh tịnh hoàn toàn toàn bộ các cõi được thiết lập trong không gian vì không gian có bản chất tính không tuy nhiên dựa trên nền tảng tính không vạn pháp hiển lộ tăng trưởng phát triển và trải rộng bạn có thể di chuyển tới bất cứ đâu bạn muốn bởi vẫn có không gian để di chuyển, cây cối, mùa màng và tất cả loại thực vật có thể mọc trong không gian, tất cả các công hạnh và sự vận hành của pháp giới đều có thể thực hiện vì có khoảng không gian vô ngại. Nếu không có không gian, tất cả vạn pháp trở nên lộn xộn, chồng chéo lẫn nhau và không có chỗ để di chuyển hay để thở. Một khi tịnh hóa tất cả phiền não vô minh hay những tinh thần ám độn thì chúng ta chứng ngộ ý nghĩa của tính không. Từ quan điểm tuyệt đối này, có thể nói không có tính không thì không thể làm được điều gì. Tính không cho phép mọi thứ diễn ra. Đó là khía cạnh thanh tịnh trong sắc tướng Phật mẫu Ri. Năm đại này cấu thành thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Khi các đại cân bằng, Mọi thứ diễn ra một cách trôi chảy và không phiền nhiễu, ngược lại, nó sẽ là nguyên nhân sản sinh ra những vấn đề tiêu cực. Khi những năng lượng các đại cấu thành thân vật chất chảy một cách đều đặn và cân bằng, thân sẽ ổn định và khỏe mạnh không có ốm đau. Tuy nhiên, khi mất cân bằng, chúng sẽ gây phiền nhiễu và năng lực suy giảm, thân trở nên bệnh tật. ba. Vạn pháp duy tâm tạo. Tất cả vô minh và giác ngộ đều bắt nguồn từ trong tâm và vạn pháp tồn tại đều sinh khởi từ những hoạt động của tâm, cũng giống như những thứ khác nhau xuất hiện từ ống tây áo của nhà ảo thuật. Hoạt động của tâm không có giới hạn, chúng tạo thành môi trường xung quanh đời sống. Một tâm bất tịnh khiến cho xung quanh đó bất tịnh, một tâm thanh tịnh khiến cho xung quanh đó có những thứ thanh tịnh vì vậy môi trường sống xung quanh không có giới hạn do hoạt động của tâm cũng như một bức tranh được vẽ từ một họa sĩ môi trường xung quanh được tạo ra từ những hoạt động của tâm môi trường xung quanh được đức phật tạo ra từ sự thanh tịnh và không có nhiễm ô còn môi trường của chúng sinh thông thường không được như vậy tâm gợi ra những sắc tướng khác nhau cũng như một người họa sĩ tài năng tạo ra những bức tranh về những thế giới khác nhau không có gì ở trên thế gian không sinh ra từ tâm một vị phật giống như tâm của chúng ta chúng sinh hữu tình cũng giống như chư phật do đó không có sự khác biệt nào ở trong tâm chư phật và chúng sinh hữu tình đều có khả năng sáng tạo tạo ra vạn pháp đức phật có một hiểu biết đúng đắn về vạn pháp vốn do vọng tâm sinh diệt và có tính hữu hạn tạo tác nên vì thế những người biết được điều này có thể thấy được đức phật thực sự nhưng tâm tạo ra môi trường xung quanh không bao giờ thoát khỏi những ký ức sợ hãi hoặc sự than vãn không chỉ trong quá khứ mà trong hiện tại và tương lai bởi vì chúng xuất phát từ vô minh và tham muốn chính từ vô minh và tham muốn mà thế gian được tạo ra tất cả những nguyên nhân điều kiện tương tác với nhau đang xen chằng chịt với nhau đều tồn tại trong tâm chứ không phải nơi nào khác cả việc sống và chết đều xuất phát từ tâm và tồn tại ở trong tâm do vậy khi tâm lo lắng về sống và chết nghĩa là ta đang sống một cuộc đời chưa giác ngộ trong thế giới vô minh tạo ra bởi tâm vô minh. Nếu chúng ta biết rằng không có thế giới vô minh nào ngoài tâm, tâm vô minh lầm đường lạc lối đó sẽ trở nên sáng rõ và bởi vì chúng ta chấm dứt việc tạo ra những môi trường bất tịnh xung quanh nên chúng ta đạt được giác ngộ. Bằng cách này thế giới của sống và chết do tâm tạo ra liên hệ với tâm ràng buộc với tâm và do tâm chi phối tâm là bậc thầy tạo ra mọi tình huống thế gian khổ đau có sinh tử do tâm vô minh tạo ra do đó vạn pháp trước tiên đều do tâm kiểm soát chế ngự và vạn pháp là duy tâm tạo giống như những bánh xe đi theo con bò kéo xe những khổ đau sẽ luôn bám theo người nói và làm với tâm bất tịnh. Còn với người nói và làm với tâm thiện thì an lạc sẽ xuất hiện với người đó như hình với bóng. Những người hành động ác nghiệp sẽ lưu lại ký ức về hành động này trong tàn thức và đến khi nhân duyên nghiệp báo chín mùi, thời điểm hoàn trả ác nghiệp sẽ là không thể tránh khỏi ngược lại những người hành động với động cơ chân thiện sẽ thấy an vui với suy nghĩ mình đã làm đúng sẽ thấy an lạc với suy nghĩ rằng hành động thiện đó sẽ tiếp tục mang lại an lạc trong những kiếp sau tâm bất tịnh dễ khiến một người bị vấp ngã và chịu nhiều đau đớn khổ sở hơn trên con đường khó khăn chông gai nhưng nếu tâm thanh tịnh con đường sẽ bằng phẳng và hành trình tràn đầy an bình một người có thân tâm thanh tịnh con đường tu tập dẫn tới phật quả sẽ phá vỡ mạng lưới của vọng tưởng bất tịnh vị kỷ và ham muốn không chính đáng người có tâm an bình sẽ có sự bình an do đó có thể ngày đêm tinh tiến trưởng dưỡng trau dồi thân tâm bốn tự tính tâm dù thường nói và thảo luận về tâm nhưng thực sự chúng ta chưa có hiểu biết đầy đủ về khái niệm này tâm là gì ở đâu kích cỡ hình dáng màu sắc thế nào nằm ở tim trên não hay phần nào của cơ thể làm sao có thể nhận ra được tâm dù đam luận dưới góc độ nào chúng ta cũng không có câu trả lời cho những vấn đề này bởi những gì được cho là tâm đều không thực sự tồn tại tâm không có thành phần hay cấu tạo không có màu sắc hình dáng mùi vị tuy vậy bạn vẫn cần phải có được chút ý niệm về tâm nếu như ngay cả thông tin ban đầu này cũng sai lệch thì bạn sẽ không biết mình đang làm gì bạn có thể tưởng rằng mình đang thực hành đạo giải thoát sông thực chất lại chẳng đi đến đâu cả. Giống như để có thể đi du lịch đến một nơi nhất định, trước hết chúng ta cần phải có ý niệm về con đường cần đi và cái đích cần đến. Để có thể giúp bạn có ý niệm ban đầu về tâm, chúng ta có thể tạm phân tích tâm ở hai khía cạnh: thể và dụng của tâm. Thể của tâm, thể của tâm hay bản tính của tâm vốn là vô niệm nghĩa là không có tư tưởng phân biệt chia cắt không có vọng tưởng vì vô niệm nó là thanh tịnh các tư tưởng không thể gây nhiễm ô và làm hư hại bản tính của tâm bản chất tâm này còn được gọi là pháp thân bản giác chân như phật tính như lai nói cách khác thể của tâm hay bản tính của tâm là tính không, thường trụ bất biến, từ xưa đến nay chưa hề tăng giảm, chẳng phải trước kia thì sinh, về sau thì diệt. Không ở đây không có nghĩa là hư không, vô tri không có gì cả, mà ngược lại từ xưa nay tự tính tâm có đủ tất cả các công đức, đại trí tuệ quang minh chiếu soi khắp pháp giới. Chân thật rõ biết bản lai vốn thanh tịnh thường lạc ngã tịnh tự tại trong mát không biến đổi tự tính tâm không có giới hạn về không gian thời gian và không phải cái gì cụ thể bản chất của tự tính tâm bao trùm khắp vạn pháp và tồn tại như vốn có cả bên trong và bên ngoài tâm nơi chính bản thân chúng ta nơi tất cả chúng sinh và toàn bộ vũ trụ pháp giới cho nên tự tính tâm vốn sẵn đủ trong tất cả chúng sinh bình đẳng không sai khác dù chúng ta đang đau khổ hay an vui tâm chúng ta giống với tâm giác ngộ của đức phật không có sự khác biệt vì thể của tâm vốn vô niệm không bị các tư tưởng làm cho nhiễm ô biến chất nên bản tính giải thoát đó có sẵn và đầy đủ nơi mỗi chúng ta. Đây là nền tảng và mục tiêu thực chứng cho mọi sự thực hành của chúng ta. Dụng của tâm Dụng của tâm là mọi biểu lộ của tâm thành những tư tưởng, xúc cảm trong nội tâm hoặc những đối tượng của tâm phân biệt như cỏ hoa, muôn thú, sông núi, thành phố, của ngoại cảnh. Những tư tưởng xúc cảm này có thể tích cực hay tiêu cực, thanh tịnh hay phiền não. Chỉ có điều, phần lớn chúng ta thường cho rằng ảo tưởng đó là duy nhất và không thay đổi, tạo ra niềm tin cố chấp vào một cái tôi hay bản ngã nên hay sinh tâm phiền não. Việc chấp trước vào bản ngã hay một chủ thể cái tôi đã dẫn đến sự phân biệt và chia rẽ tự tính tâm của chúng ta thành hai phần tạo nên mối quan hệ nhị nguyên giữa chủ thể và khách thể cảnh và người ngắm cảnh cảm giác và người tiếp nhận cảm giác suy nghĩ và người suy nghĩ đây chính là nền tảng tạo nên sự bám chấp kết quả là chúng ta thường thuận theo những gì hợp với bản ngã và không thích những gì trái với bản ngã. Tôi muốn thế này và không muốn thế kia. Thật ra, cái trói buộc khiến chúng ta đau khổ, lạc lõng và mắc kẹt trong sinh tử chính là những tư tưởng và xúc cảm bị méo mó của chính mình. Sinh tử chính là sự thể hiện của những tư tưởng và xúc cảm bị méo mó do vô minh chấp ngã đó bản thân sinh tử không hề thực sự tồn tại như cách chúng ta nghĩ nó là thực tế không tồn tại cái tôi hay bản ngã vượt ra tâm thức của bạn không có cái tôi nào tồn tại tách biệt với vạn pháp vạn pháp là những thứ bạn đang trải nghiệm chúng ta không có quyền sở hữu bất cứ cái gì nếu không nhận ra điều này và thường làm theo những gì phù hợp với bản ngã chúng ta sẽ tiếp tục chịu khổ đau thế nên chúng ta phải chuyển hóa tịnh hóa nhiễm ô đưa chúng trở lại thực thể và thực dụng của nó theo đại thừa kim cương thừa sự chuyển hóa ấy là a lại gia thức chuyển trở về đại viên cảnh trí mạc na thức chấp ngã chuyển thành bình đẳng tính trí ý thức phân biệt chuyển thành diệu quan sát trí và năm thức giác quan chuyển thành thành sở tác trí. Đây là sự chuyển giả về chân, vọng về thật. Nền tảng và kết quả của sự chuyển hóa này được y cứ trên sự thật là thể và dụng chỉ là một, như sóng và nước đại dương là một, như hình bóng hồi quang phản chiếu trong gương và bản thân gương là một từ những chúng sinh thông thường cho tới những bậc thánh nhân ai cũng có dụng của tâm dụng vô minh của tâm sẽ đưa chúng ta vào hành trình sinh tử khổ đau còn nếu biết tịnh hóa nhiễm ô thấu rõ được chúng thì những dụng của tâm ấy sẽ đưa chúng ta trở lại niết bàn an lạc thật tướng của sinh tử mặc dù về mặt thể của tâm vốn chẳng có niết bàn hay luân hồi giống như nước trạng thái tự nhiên của nước là chất lỏng nhưng sẽ chuyển thành đá khi bị đóng băng tự tính tâm dường như cũng khác biệt khi bị vô minh và ảo tưởng bao phủ tuy nhiên tự tính tâm không ở đâu cả cũng giống như nước vốn không ở đâu cả khi đá tan chảy nước trở về bản chất tự nhiên của nó khi chúng ta loại bỏ tâm vô minh tự tính của chúng ta được hiển bày giả sử một người chưa từng nếm vị của đường hỏi người khác vị đường như thế nào câu trả lời có thể là nó rất ngọt nhưng vị ngọt của đường như thế nào thì không có cách nào giải thích được chỉ có chính bản thân bạn phải nếm nó cũng tương tự như vậy trải nghiệm trực tiếp về tự tính tâm không có từ ngữ nào giải thích được tóm lại có thể thấy rằng sự thật căn bản của vạn pháp cho dù thuộc về nội tâm như các xúc tình phiền não và trạng thái của tâm hay thuộc về ngoại cảnh như cỏ cây hoa lá tất cả đều nằm trọn vẹn trong cùng một phạm trù vĩ đại là tự tính tâm chân lý tối thượng này là điều duy nhất mà chúng ta cần nhận ra nhận ra được chân lý ấy chính là giác ngộ tam thân phật tam thân phật pháp thân báo thân và hóa thân là thể tính và diệu dụng tâm hoàn hảo của phật và chúng sinh đức phật là bậc toàn giác nên ngài hiển lộ được hoàn toàn cả tam thân các chúng sinh phàm tình vì vô minh ám chướng nên không nhận ra tam thân phật tam thân phật bao gồm pháp thân Damakaya, là tinh túy thể tính chân thật của Phật, đồng nghĩa với chân như là thể của vũ trụ, báo thân Sambhogakaya hay đại hỷ lạc thân là thân công đức của Phật hiển hiện trong các cõi tịnh độ. Hóa thân Nimanakaya hay ứng hóa thân là thân Phật thị hiện trong cõi luân hồi với mục đích cứu độ chúng sinh. Ở mức độ khái quát, trong sự tương ứng với giáo lý Kim cương thừa về Tam bảo, Phật, Pháp, Tăng, chúng ta có thể nói, pháp thân là tinh túy của Phật và thượng sư, báo thân là tinh túy của pháp và bản tôn, và hóa thân là tinh túy của tăng, tức là tăng đoàn Phật pháp và các bậc không hành hộ pháp. Như vậy, pháp thân, báo thân và hóa thân là tinh túy của ba quy y: Phật, Pháp, Tăng. Tinh túy nói đến chân tâm bản lai của Phật, Pháp và Tăng. Điều này nghĩa là chúng ta có biết hay chứng ngộ được tâm thân hay không, về mặt bản thể, tinh túy đó vẫn luôn tồn tại thường hằng phẩm chất của pháp thân là trí tuệ toàn tri phẩm chất của báo thân là tình yêu thương lòng bi mẫn và phẩm chất của hóa thân là sự khích lệ bất hoại về bản lai chúng ta là pháp thân nhưng chúng ta chưa đủ lòng từ bi hay tình yêu thương trong hành động hoặc chúng ta đang không thực hành điều đó cũng không thể hiện bản thân là một bậc toàn tri hay một người khích lệ những chúng sinh khác lý do vì chúng ta chưa giác ngộ và vẫn chỉ là những chúng sinh trong cõi luân hồi tuy thế những phẩm chất giác ngộ chắc chắn vẫn tồn tại ngay cả khi chúng ta không thể hiện thành người tràn đầy lòng bi mẫn thì lòng bi mẫn căn bản vẫn nằm trong báo thân bởi vì đó là phẩm chất căn bản của báo thân để thấu hiểu được những điều này bạn cần thực hành thiền định với tâm trí thành và dưới sự hướng đạo của một bậc thầy giác ngộ sự thực hành của hành giả chân chính phải tựa như tấm gương tu học thiền định miên mật của đức milarepa bởi sự thực chứng không thể đến từ tri thức việc chứng ngộ được pháp thân báo thân và hóa thân có nghĩa là bạn sẽ thực sự đạt được những phẩm chất đó và trở nên bất biến, bất diệt. Hóa thân liên quan nhiều hơn đến thân vật lý chúng ta. Báo thân liên quan nhiều hơn đến khẩu và pháp thân liên quan nhiều hơn đến ý. Thân, khẩu, ý là những điểm rất quan trọng. Khi bạn chứng ngộ được tam thân

वा <laughs> सर्वस्वतममे